Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ ơi, đất Cao Bằng có hàng vạn đó xứ Nghệ An ta có làng gì, quê hương chung cách
đây đang đội mới nước nhà, nhưng bác đã rời xa chân thế ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoàng Sơn anh ơi, Việt Nam đi thế giới muôn phương, hướng là chi Ba Sơn yêu dấu, kết làng Sơn thành sáu cửa ô. Em dẫn anh thăm quê lắm vẻ, anh ơi ngắm phải về bé rằng, ngắm mình đồ bào lắm hát kinh, hình ảnh người chiến sĩ biên cương, gương dân tộc anh hùng là chói sáng. Hãy
chóm rêu tàng bạc lang ơi, trời ơi chim coi ngầu tâm mà đùng. Trời ơi chim coi ngầu tâm lung, việc nước đã lồng công nào nhỉ đi, việc đường ho trong trường kiểu đây. Tình của mẹ thương người thương điệp ơi, trái điệp non điệp nắng điệp nắng điệp nắng. Tom mò khâu
tớ qua nửa bay theo bầu tròn cửa xa tàu em bay trường khứa mơ mẹ khom sao hất lúa tâm hồn của cây bao lập mìa bao ngày bao lo vằn chiêng bán khòn mòn vang tiếng đinh hèn lượn và hèn sang cằn nem đang bác tươi cần tôi mơ cần chay mát chay hứ trang xin cần tam pích hứ bần bao lân xe măn nhòm quang lênh phòng khao phê hai nằm mòm lương tha cuối mày lùng măn nhằng vui tàu đây